Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi. Trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 97 ngày 16, đừng tự tôn mình. Kinh Thánh Ê-xê-chi-ên 31 câu 1 đến câu 14. Câu ghi nhớ Ê-xê-chi-ên 31 câu 2. Hỡi con người, hãy nói cùng Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô và cùng cả đoàn dân người rằng: sự tôn đại của ngươi so sánh cùng ai? Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh Ê-xê-chi-ên 31 câu 1 đến câu 14. Kinh Thánh Cựu Ước trang 773. Năm thứ 11, ngày mồng 1 tháng 3, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: hỡi con người, hãy nói cùng Pha-ra-ôn, vua Ê-díp-tô và cùng cả đoàn dân người rằng: sự tôn đại của ngươi so sánh cùng ai? Hãy xem A-si-ri ngày trước nó giống như cây hương bách của Li-ban, nhánh đẹp đẽ, bóng diềm già, cây cao và ngọn nó lên đến mây. Các dòng nước nuôi nó, có vực sâu chảy nước chung quanh chỗ nó trồng mà làm cho nó lớn lên và tưới các suối mình cho mọi cây cối ở trong đồng. Vậy nên cây hương bách ấy cao hơn hết thảy các cây trong đồng, nhánh nó lớn lên và tược nó nứt thêm ra là nhờ có nhiều nước làm cho nó nảy nở. Mọi giống chim trời làm ổ trong những nhánh nó, mọi giống thú đồng đẻ con dưới những tược nó, và hết thảy các dân tộc lớn đều ở dưới bóng nó. Nó là sinh tốt bởi thân nó cao, bởi tược nó dài, vì rễ nó đâm trong chỗ nhiều nước. Chẳng có cây hương bách nào trong vườn Đức Chúa Trời che khuất nó được. Cây tùng không bằng cái nhánh nó, cây bàng không bằng cái tược nó. Chẳng có cây nào của vườn Đức Chúa Trời sinh tốt bằng nó cả. Ta đã làm cho nó sinh tốt bởi muôn vàng nhánh nó, và hết thảy những cây của Ê-đen là những cây trong vườn Đức Chúa Trời đều ganh gỗ nó. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: vì ngươi cao lớn và nó đã vượt ngọn nó đến tận mây, và lòng nó kiêu ngạo vì mình cao lớn, nên ta sẽ phó nó trong tay một đấng mạnh của các nước. Người chắc sẽ xử với nó, ta sẽ đuổi nó ra vì những tội ác nó. Một dân hung bạo trong hết thảy các dân ngoại đã chặt nó và bỏ lại, những nhánh nó rớt xuống trên các núi và trong mọi nơi trũng, những tược nó bị gãy nơi bờ khe, và mọi dân trên đất tránh xa bóng nó và lìa bỏ nó. Mọi loài chim trời sẽ đậu trên sự đổ nát của nó, và mọi loài thú đồng sẽ đến nghỉ trên những tược nó, hầu cho chẳng có cây nào trồng gần nước dám kiêu ngạo về sự cao mình hay là vượt ngọn lên đến tận mây, và cho không có những cây nào được các dòng nước tưới rộng cho mà khoe mình cao lớn, vì chúng nó hết thảy bị phó cho sự chết, cho vực sâu của đất ở giữa con cái loài người với những kẻ xuống trong hầm hố. Câu ghi nhớ chúng ta ở trong câu số 2. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Hỡi con người, câu số 2, hỡi con người, hỡi con người, hãy nói cùng Pharaoh, vua Egypto và cùng cả đoàn dân người rằng: sự tôn đại của ngươi so sánh cùng ai? Hỡi con người, hãy nói cùng Pharaoh, vua Egypto và cùng cả đoàn dân người rằng: sự tôn đại của ngươi so sánh cùng ai? Trong phần tìm hiểu, khoanh tròn ý đúng: Pharaoh, vua Egypto được so sánh cùng ai? A-si-ri, Li-ban, cây hương bách. Như vậy, Pharaoh, vua Egypto được so sánh cùng ai? Ở đây, câu 3 thì nói rằng hãy xem A-si-ri. A-si-ri, có A-si-ri nè. Rồi, giống như cây hương bách của Li-ban nè, so sánh với Li-ban nè. Rồi, so sánh với cây hương bách luôn nè. Pharaoh so sánh với những cái gì tốt đẹp nhất của các nơi. A-si-ri là một đế quốc hùng mạnh, họ đến đâu chiến thắng đến đó.
Thành tích này khiến họ tự cao, kiêu ngạo. Vua Assyri hài lòng với sức mạnh quân đội của ông và ông xem thường dân Chúa. Họ nghĩ Đức Chúa Trời của Israel giống như những thần tượng của các nước khác, tức là những nước họ đã đánh chiếm được. Nhưng Đức Chúa Trời của Israel là chân thần là thần chân thật, thần thật chứ không phải là thần giả, đấng không chịu khinh dễ trước những kẻ kiêu ngạo. Nhận biết Đức Chúa Trời đã chống cự và tiêu diệt vua và đạo quân của Assyri một cách dễ dàng, vì họ không nhường sự vinh hiển cho Chúa. Chúa là đấng vĩ đại, quyền năng, và Chúa không có để yên cho những người nào kiêu ngạo. Chúa chống cự những kẻ kiêu ngạo nhưng ban ơn cho người khiêm nhường. Thực hành, Chúa không đẹp lòng khi em kiêu ngạo và tự tôn mình lên. Ở đây có hình ảnh của một người kiêu ngạo ha. Kiêu ngạo và cho mình rằng ta đây là hay là giỏi. Mình không biết ở dưới chân của mình có một cái hầm. Không có khéo là bị sụp cái hầm, rất là nguy hiểm. Chúng ta có phần gợi ý cầu nguyện: xin Chúa giúp em luôn biết hạ mình khiêm nhường trước Chúa để được Chúa nhắc lên cao. Mình sửa lại chữ con để mình thành cái lời cầu nguyện luôn ha. Rồi, đây có chữ lạy Chúa, rồi xong mình cầu nguyện cái câu này. Rồi mình nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Rồi, lạy Chúa, xin Chúa giúp con luôn biết hạ mình khiêm nhường trước Chúa để được Chúa nhắc lên cao. Xin Chúa giúp con đừng kiêu ngạo. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ, Amen. Xin Chúa ban ơn cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi để chúng ta luôn khiêm nhường hạ mình, không có kiêu ngạo. Xin chào và hẹn gặp lại trong bài học tiếp theo ngày mai nhé.